Đây là tội lỗi của tôi nè quý vị ơi. Hồi nãy tôi thấy Bồ Tát này đậu gần cái bàn làm việc của tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng tôi không đem ngài ấy đi ra ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Phát rồi tôi bận rộn tôi đi vô lại cái phòng này thì lỡ chân đạp chết ngày ấy, nhưng mà chưa có chết, vẫn còn thoi thóp. Giờ phải niệm Phật cho ngày ấy đây. Nam mô A Di Đà Phật. Để cho ngày ấy nghe lời niệm Phật này, khi mà linh hồn của ngày ấy rời khỏi thân súc sanh này, nghe lời niệm Phật này mà sanh thiên, à không, đến thế giới của A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Xin lỗi Bồ Tát. Bồ Tát đến thế giới này vì Tây-ôn, nhưng lại bị Tây-ôn chính tay, chính cái chân của Tây-ôn. Cái chân này đã đạp ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tây-ôn xin sám hối. Tây-ôn xin sám hối. Trời ơi trời. Trí tuệ của Tây-ôn nhiều lắm, hơn mười mấy 20 năm rồi chưa giết chết con gì cả, nay lại giết chết Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, công đức phóng sanh bữa giờ giúp mọi người lại tu tăng. Bồ Tát đừng oán hận Tây Uôn nha. Bồ Tát ơi, Bồ Tát, Bồ Tát ơi, Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Bồ Tát nghe lời niệm Phật của Tây Uôn mà sanh ra ở thế giới của A Di Đà Phật. Đừng luyến tiếc thân mạng này nữa. Ngài đến đây để gặp được Tây Uôn, hay là ngài gài bẫy cho tôi đạp ngài chết để tôi niệm Phật cho ngài, để ngài đến thế giới của A Di Đà Phật vậy. Bồ Tát ơi, xin lỗi nha Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn thấy đó, hàng ngày chúng ta tạo biết bao nhiêu nghiệp bất thiện với chúng sanh, nhưng chúng ta lại không nhìn thấy được đâu, vì chúng sanh nhỏ bé. Chúng ta phải có nhiều trí tuệ. Trí tuệ đó từ đâu ra? Chúng ta phải ăn chay. Ăn chay là cách tốt nhất để cho trí tuệ tăng trưởng và ngừng lại cái nghiệp sát sanh của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện từ nay tôi sẽ ăn chay chùa, không bao giờ đụng vào các thực phẩm có thành phần của động vật, chánh nghiệp sát sanh tuyệt đối, để hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đang chịu khổ vì Tây Uôn, trong đó có Bồ Tát côn trùng. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta nói người có vòng có tai mà có ngấn, tai mà có ngấn 2 cái là rất là tốt. Tai tôi ngấn tới 4 cái luôn nè, đó mà chưa thấy giàu sang gì cả, chưa thấy tốt gì hết, toàn làm chuyện ác không à. Nam mô A Di Đà Phật. Làm chuyện ác không. Đường dây sanh tử của Tây-ôn cũng dài, thì là dài dài ra tới mà đây luôn, nhưng mà chưa có thấy gì hết, chỉ thấy là không có bệnh tật thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện chia sẻ phước báo này, vô lượng thọ này, chia sẻ cho ngài để ngài mau chóng thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngài đã đi chưa? Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hay là
nhà tôi niệm Phật xong ngài sống lại cũng được nha. Ngài sống lại đi. Ngài sống lại, ngài làm gì làm để tiêu đừng có lỗi được rồi. Được không? Ngài quắc quắc cái đưa cái râu để ok luôn hả? Ok sống lại không vậy? Thiệt không? Niệm Phật mà ngài sống lại hả? Niệm Phật mà Bồ Tát Côn Trùng sống lại thì tôi cũng niệm nó. Niệm đến khi ngài sống lại nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nếu ngài thấy mang cái thân khổ quá, cứ giống như Bồ Tát ca sĩ Phi Nhung đi ạ. Thấy mang thân súc sanh khổ quá, mang thân người khổ quá, chịu nhiều cay đắng quá, mệt mỏi quá, ăn uống đi vệ sinh lo lắng nhiều quá, làm xong nhiệm vụ rồi đi luôn đi ạ, đến thế giới cực lạc luôn đi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi khỏi sống lại, đi luôn đi ngài ơi. Đi luôn đi Bồ Tát ơi. Bồ Tát, Bồ Tát rất là đẹp. Tôi phải công nhận nhan sắc của Bồ Tát là tuyệt thế giai nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy mà Bồ Tát lại bị tôi đạp chết. Thân thể ngài rất là đẹp, có ánh kim. Trời ơi, tôi đã giết một cái sinh vật quý hiếm như vậy chỉ vì cái sự vô minh và sự thờ ơ của tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ vì sự thờ ơ của tiêu. Tôi thấy ngài nhưng không cứu ngài để yên đó. Giống như là tôi thấy cá người ta bị bắt hại mà tôi không giải cứu, tôi không phóng sanh. Thế là để thấy được cảnh chết chóc đau khổ này và cho chính tôi tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ngài cha mẹ của Tây Un rời khỏi thế giới này, Tây Un cũng sẽ đọc kinh niệm Phật hồi hướng cho họ. Đợi đến ngày đó thì nó còn lâu lắm, nên bây giờ tôi làm luôn, ăn chay để thanh lọc thân thể cho nó sạch sẽ, cho chư thiên họ ủng hộ. Sau đó cái lời niệm Phật, cái lời hồi hướng nó mới có đủ lực để giúp cho quý vị Bồ Tát phóng sanh giải cứu động vật, hồi hướng được công đức cho quý vị thành công 100%. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi rất nhiều luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tôi có ăn cái gì đâu, tôi chỉ ăn ba con cá mòi. Bởi vì nhà hết ga để nấu rau ăn rồi, chỉ còn đồ hộp thôi. Cá mòi bên Mỹ ăn vô tự nhiên trí tuệ lu mờ. Bởi vì ăn nghiệp, ăn thịt động vật chính là ăn nghiệp. Mà ăn nghiệp rồi thì tâm trí sẽ bị mu lu mờ. Chính xác là như vậy. Nhà có hai chai ga nhưng mà ba tôi ôn tiết tiền ga, xài hết một bình ga rồi, còn một bình không chưa lấy ra cho xài, nên không có luộc rau ăn được, phải ăn đồ hộp. Và sau khi ăn mặn xong thì thấy là đã tạo nghiệp bất thiện với chúng sanh ngay. Ai da, đẹp quá đi. Chính Tiêu đã giết ngày ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ đi phóng sanh nhiều hơn để hồi hướng công đức cho ngài, cho quý vị Bồ Tát khác. Bây giờ chắc là ngài đã ra đi thật sự rồi, không còn nhúc nhích được nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam
Tôi xin đọc một bài kinh Quán từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, diệt vô minh tận, nại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tận, diệt đạo, vô tri diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tham bồ đề. Cố chi bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết yết đế yết lế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha. Thật ra cái bài kinh bát nhã này tôi không có đọc, cũng rất là khó hiểu, nhưng mà nhất tâm chánh niệm đọc và hiểu ý nghĩa của lời kinh để hồi hướng cho ngài rằng sống trên đời này không có gì là thật. Thế giới chúng ta đang ở là thế giới giả tạm. Chúng ta chỉ là năng lượng mà thôi. Năng lượng chúng ta tích cực thì chúng ta sanh ra thế giới lạnh. Năng lượng tiêu cực thì đến thế giới khổ đau. Thế nên do chúng ta chỉ là năng lượng nên chúng ta có thể là bất tử. Năng lượng không mất đi, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Đó là định luật bảo tàng năng lượng. Và vật chất chúng ta mang chính là thân thể này. Thân thể côn trùng nhỏ bé lắm, thấp kém lắm. Ngài đến đây vì yêu quý Tiôn, muốn gặp Tiôn, nhưng Tiôn đạp cho Ngài chết. Và giờ thì Tiôn sẽ niệm kinh hồi hướng cho Ngài để đến thế giới của cực lạc. Ngài đã mang hành nguyện Bồ Tát chịu xả bỏ thân thể này để Tiôn có thể làm cái thước phim này, là vì Ngài cũng vì tất cả chúng sinh còn đang vô minh chìm đắm trong khổ đau, và hy vọng mọi người có thể vượt qua biển khổ thế gian. Biển khổ ngày một rộng lớn hơn là do tâm ác của con người ngày một nhiều hơn. Nếu bỏ được rồi, chắc chắn rằng tất cả sẽ được thành Phật, tất cả sẽ được thành chánh đạo, tất cả sẽ được đến thế giới mà mình mong muốn, thế giới của Thánh Allah, của Đức Chúa Trời, của tất cả các thế giới. Nhưng trong các thế giới ấy, quý vị nào có duyên đến được Niết Bàn thì sẽ biết đó là một nơi mà tất cả đều là bình đẳng, từ con vật cho đến con người, không có sự phân chia cao thấp. Niết Bàn là một nơi tuyệt vời, nên Ngài hãy đến Niết Bàn nha Bồ Tát. Bồ Tát côn trùng nhỏ xinh đẹp, xin lỗi nha. Bây giờ Tuy Un cũng muốn giải nghĩa thêm về kinh Bát Nhã, bởi vì Tuy Un đã có nhã hứng rồi. Khi xưa Quan Thế Âm Bồ Tát thực hành các hành nguyện về chịu khổ đau, chịu thiệt làm phước để có được trí tuệ,
ngộ ra Bát Nhã Ba La Mật. Khi mà một Bồ Tát Quán Thế Âm tự quán sát và soi xét thấy được ngũ uẩn đều không, có nghĩa là năm cái uẩn này là cái gì, là tham sân si khổ đau này kia các kiểu, hận thù ghét bỏ nhau này kia, nhưng mà những cái thứ đó thấy nó có, nó phân biệt ra tất cả các cảm xúc, nhưng mà tất cả nó chỉ là như nhau thôi, không có gì là tuyệt đối, cũng không có gì là hơn cái, không có gì không có này hơn cái kia, không có kia hơn cái nọ, cái gì nó cũng bình thường. Nếu mà tuyệt đối thì sẽ không có được cuộc sống an lạc. Nếu xem mọi thứ đều bình thường á, xem tất cả cảm xúc đều như nhau, không còn phân biệt nữa, thì khổ đau cũng sẽ không còn. Lúc đó sẽ rất dễ dàng vượt qua khổ đau. Giống như tôi lặn ngụp ngoài biển, ngoài sông, tôi không còn nỗi sợ hãi. Coi nỗi sợ hãi cũng giống như là tình yêu, coi tình yêu cũng giống như là cái động lực. Nói chung tất cả cảm xúc đều là như nhau hết. Dù cho ai làm những điều tác tệ đối với mình, nhưng mình vẫn buông xả, mình vẫn từ bi, mình tha thứ, thì mình sẽ không bị chấp niệm, mình sẽ không gặp lại người đó. Tự tại giải thoát, không còn duyên nợ quyến luyến vướng bận lẫn nhau nữa. Đó là khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm ngộ ra như vậy. Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát mới nói với Xá Lợi Tử rằng: "Ê, tôi bây giờ tôi ngộ ra chân lý của Đức Phật rồi, trời ơi, bây giờ tôi không còn ham chơi nữa, tôi không cần phải có giàu có nữa, tôi cũng chả có muốn gì đến chuyện tình cảm luyến ái nữa." Ngài biết không, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, mà không chẳng khác gì sắc. Sắc chính là không á, không chính là sắc á, thọ tưởng hành thức đều như thế. Đó, Quan Thế Âm Bồ Tát ngộ ra như vậy đó. Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi ngộ ra, trời ơi, bây giờ đứa nào đẹp nó cũng như xấu, đứa nào tốt nó cũng như như bất thiện, cái gì nó cũng như cái kia. Trong cái xấu có cái tốt, trong cái xấu có cái thiện, trong cái thiện có cái xấu, nói chung là thiện ác nó cứ qua lại như vậy hoài, có sanh có diệt. Cái điều ác nhất thì nó lại là một điều thiện nhất, giống như Covid-19 nó rất là ác đối với con người nhưng mà lại tốt với thiên nhiên và động vật. Dạ, Ngài Bồ Tát, Ngài đi chưa? Ngài đi chưa Bồ Tát? Côn trùng đến thế giới cực lạc chưa? Chắc là rồi. Khi mà Quan Thế Âm Bồ Tát ngộ ra như vậy và nói với Xá Lợi Tử như thế đó, và nhìn ra được á,